Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình một căn nhà một trệt một lầu. Đây là đường Cách Mạng 8, thì trong hẻm 68 đường Cách Mạng 8. Thì căn nhà này một trệt một lầu, thì ở dưới tầng trệt thì một phòng khách và một không gian bếp nha. Đây thì phòng khách có tặng bộ ghế sofa cho quý cô chú anh chị em mình. Căn nhà mình dán gạch 1m2, ở dưới tầng trệt dán lên 1m2, trên trần thì có đóng la phong thạch cao, có hoa văn, có đèn chùm đồ rất đẹp ha. Thì nhà này đang trong hẻm 68, thì cửa thì hai lớp, một lớp cửa nhôm sifa và một lớp cửa kéo ở phía trong. Thì mời quý cô chú anh chị em mình tham quan ở phía ngoài của căn nhà. Thì căn nhà này lộ trước nhà hiện thời là lộ 4m, ô tô về tới vị trí nhà được ha, taxi chạy vô tới vị trí nhà được. Thì hẻm này thông thương, thuận tiện mua bán kinh doanh đa ngành nghề nha. Đó, hẻm đi dài vô, đó, thông vô trong, xe qua lại rất là nhiều. Còn quay ra hướng đây thì là đường Cách Mạng 8. Thì đây ra đường Cách Mạng 8 đâu đó tầm khoảng chừng 50m là tới đường Cách Mạng 8 rồi. Đó, hẻm 68 thì ở ngoài đó, đây nhìn ra thấy đó. Thì một chút sẽ quay cái đường ra cho quý cô chú anh chị em mình xem luôn. Còn đây là vị trí nhà, trước căn nhà ha. Đó, cửa thì bốn cánh, nhôm sifa kiến cường lực. Ở mặt trước thì dán gạch từ dưới lên trên. Và ở trong có lớp cửa kéo ha. Phía trước của căn nhà, đây đèn đường đầy đủ. Đây thuộc là trung tâm thành phố Cần Thơ, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nha. Đường Cách Mạng 8 thì cách bến Ninh Kiều đâu đó tầm khoảng 2 km. Thì mời quý cô chú anh chị em mình vô trong nhà tham quan hết trong căn nhà, coi có gì đặc biệt không ha. Thì căn nhà này diện tích là bề ngang 4m1, chiều dài là 9,1, thì 37m, tổng diện tích là tới 70m2. Thì thiết kế cầu thang là ở trong, dưới dạ cầu thang thì có để đồ được ha. Đây thì không gian bếp thì kệ bếp âm tường cũng khá là rộng rãi. Thì không gian ở trên thì kệ gỗ gỗ bên ha. Còn ở dưới thì cũng là gỗ bên mà có mặt đá. Rồi ở đây thì có toilet ở dưới tầng trệt. Đây không gian toilet ở tầng trệt, dán gạch lên tuốt lên trên khoảng 2m rưỡi. Rồi đây thì quay ra phía trước thì căn nhà này diện tích chỉ có bề ngang 4m1, chiều dài là 9m1 nha, tổng diện tích là 70m2. Thì mời quý cô chú anh chị em mình lên trên lầu tham quan trên lầu. Thì căn nhà này thiết kế 2 phòng ngủ, thuận tiện mua bán kinh doanh đa ngành nghề được nha. Làm ba hay là neo làm gì mở ra mình làm ha. Thì ở phía trong là một không gian phòng ngủ cũng rất là rộng rãi, diện tích bề ngang thì khoảng gần 3m, căn phòng này gần 3m, thì ở qua thì 4m. Căn phòng cũng khá là rộng rãi nha. Đây là một căn nhà mới 100% luôn. Thì quý cô chú anh chị em là có nhu cầu sở hữu căn này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396400040. Sẽ dẫn quý cô chú anh chị em mình đi coi vị trí nhà. Còn mua bán thì trực tiếp mình gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Ở trong phòng ngủ có cửa sổ luôn, có màn che cửa sổ. Thì đây là phía trước của đi ra phía trước của căn nhà. Thì trên lầu thì có một phòng toilet luôn nha, một toilet trên lầu luôn. Là căn nhà này được 2 toilet, 2 phòng ngủ. Ở phía trước thì phòng ngủ ở phía trước thì rất là rộng rãi, có lấy ánh sáng ngoài đồ, cửa sổ hai cái cửa sổ luôn. Đó, bên này cái cửa sổ, bên này cái cửa sổ. Thì phòng phía trước này cũng rất là rộng. Bên này có một cái ô có thể để tủ quần áo trong đây cũng được ha. Ngay cái cửa sổ này có hành lang ban công ở phía trước luôn nha. Cửa phòng thì ở phía trước cửa này thì cửa 2 cánh nhôm luôn, sifa kiến cường lực luôn. Đó, căn nhà này là căn nhà 7B nha. Đó, đây thì phía trên lầu, nhà cửa xung quanh thì rất là đông đúc.
một căn nhà tại trung tâm thành phố Cần Thơ mà giá giá chủ đưa ra là 2 tỷ 150 triệu. 2 tỷ 150 triệu là sở hữu một căn nhà một trệt một lầu hai phòng ngủ đó, rất là xịn sò luôn, tại trung tâm thành phố Cần Thơ, đường Cách Mạng tháng 8, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ ha. Cách bến Ninh Kiều đâu đó tầm khoảng 2 km. Thì quý cô chú anh chị em là có quan tâm thì đến coi thực tế căn nhà, nhằm khi giới thiệu nó cũng hơi thiếu sót. Thì mình đến coi căn nhà cho nó thực tế hơn. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị em mình đã xem video. Thì rất mong được xem video thì đăng ký kênh dưới phần video, nhấn nút đăng ký và nhấn chuông thông báo sẽ có những cái vị trí nhà, những vị trí nền gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo ha. Và bây giờ sẽ đóng cái cửa lại, sẽ đi ra đường Cách Mạng tháng 8 cho quý cô chú anh chị em mình xem luôn cái đường đi ra vô rất rộng rãi. Đường thì khúc này thì nó 4 mét, rất là rộng rãi thoải mái luôn. Thì từ vị trí nhà này sẽ chạy ra phía trước cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo ha. Cái đường Cách Mạng 8 trước luôn. Hôm nay trời cũng đang mưa, mưa tạm tã, nhưng mà vừa dứt mưa thì đường này nó cũng không có động nước nha. Nó rút nước rất là thoáng luôn. Căn nhà Cách Mạng 8 hẻm 86, đường Cách Mạng 8 thì giá bán dao động là một trệt một lầu, giá bán dao động là khoảng 2 tỷ 150 triệu là sở hữu ngay. Đây xéo trường cao đẳng công nghệ ha, gần đường Nguyễn Văn Cừ luôn. Cảm ơn quý cô chú anh chị em rất nhiều.